Nhất tâm thờ cúng tổ tiên, gia đạo khỏe mạnh, an khang cả đời. Thưa quý vị, trong mỗi gia đình Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, truyền tải đạo lý sâu sắc uống nước nhớ nguồn đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Thông qua đó, mỗi con người hiểu được giá trị của đạo hiếu trong cuộc sống, mối quan hệ với những người trong gia đình. Đồ đồng Thành Lợi hôm nay xin giới thiệu bộ mẫu sản phẩm đỉnh mao rồng cao 1m34, có cân nặng là 140kg, kết hợp cùng với đôi hạc cao 1m86 và tổng cân nặng của đôi hạc là 160kg. Hai sản phẩm này được làm từ chất liệu đồng đỏ. Sản phẩm dùng để bày trí ban thờ gia tiên, bày trí nhà chùa, ban thờ Phật hay còn dùng để bày trí ở đình miếu. Đầu tiên là mẫu đỉnh mao rồng, có thiết kế hình ảnh con nghê ôm quả cầu rất nổi bật. Mặt nhìn dữ tợn, nó có tác dụng trong phong thủy là trấn trạch trừ tà. Thân đỉnh thì được đúc nổi hình ảnh song long trầu nguyệt. Rồng là biểu tượng của sức mạnh vũ trụ, cụ thể là hai lực âm dương. Hình ảnh hai con rồng trầu mặt nguyệt mang ý nghĩa cho sự quy tụ sức mạnh thiêng liêng của âm dương ngũ hành, tượng trưng cho tài lộc, mang lại đại cát và đại lợi. Đỉnh thiết kế mẫu mã đẹp sẽ làm cho không gian thờ cúng thêm sang trọng. Tiếp đến là đôi hạc đứng trên lưng rùa, được bài trí chầu hai bên ban thờ như thế này. Và theo truyền thuyết, rùa và hạc là đôi bạn thân. Rùa là loài vật sống dưới nước có tuổi thọ rất cao, còn hạc là con vật sống trên cạn biết bay, là loài chim tiên sống rất thọ và trường tồn. Khi trời mưa lũ, hạc không biết bơi, rùa đã cho hạc cưỡi trên lưng giúp hạc di chuyển khỏi vùng lũ. Và ngược lại, hạn hán, hạc giúp rùa tìm tới các vùng nước ao hồ. Như vậy, hình ảnh hạc cưỡi trên lưng rùa thể hiện cho sự trợ giúp lẫn nhau vượt qua mọi thử thách. Đặc biệt, mẫu hạc này thiết kế ngậm sen, tượng trưng cho sự giác ngộ, vươn tới ánh sáng, thoát khỏi u tối. Đôi linh vật hạc và rùa được dân gian tôn sùng là một cặp đôi hài hòa gắn kết. Trong thờ cúng, hạc cưỡi rùa với mong muốn gia đình luôn đoàn kết, ước muốn về sự trường thọ, giàu sang, phát triển thịnh vượng. Sử dụng đôi hạc thờ bằng đồng giúp ban thờ cân bằng ngũ hành tốt, giúp gia chủ thu hút tài lộc, gặp nhiều may mắn. Quý vị kính mến, với nhiều năm kinh nghiệm mong muốn đem lại cho người dùng những sản phẩm đồ đồng chất lượng, chúng tôi đã và đang được nhiều khách hàng tin tưởng mua và đặt hàng. Các quý khách hàng hãy ghé thăm cơ sở sản xuất đồ đồng Thành Lợi có địa chỉ tại làng nghề Đúc Đồng Vạn Điểm, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hotline và Zalo 0983 778 098. Đồ đồng Thành Lợi rất mong được phục vụ quý khách hàng.